luộc chín 2 quả trứng gà, rồi lăn lên nách theo cách này. Nách bị hôi hay thâm đen do cạo nhổ, cũng phải trắng hồng, thơm tho ngay tức thì. Việc cạo nhổ lông nách quá nhiều và kéo dài sẽ khiến vùng da dưới cánh tay bị thâm đen. Không những vậy, nó còn khiến các nang lông giãn nở, tạo điều kiện để vi khuẩn tích tụ gây ra mùi hôi khó chịu. Nếu không biết cách khắc phục sớm điều này, vùng da dưới cánh tay còn phải chịu những hậu quả nặng nề, như viêm hay nặng hơn là ung thư da. Nhưng đừng quá lo vì điều bởi trứng gà sẽ giúp bạn đánh tan nỗi lo này chỉ sau lần sử dụng đầu tiên. Nguyên liệu cần có: 2 quả trứng gà, 1 quả chanh tươi, bát, thìa và bông tẩy trang. Cách làm như sau. Đối với trứng gà đem đi rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi cho vào nồi luộc chín trong vòng 10 phút, dưới ngọn lửa to. Đến khi trứng gà đã chín bạn tắt bếp, và cứ ngâm trứng trong nồi nước nóng đó. Đến khi sử dụng chỉ cần lấy ra, bóc vỏ là được. Nhưng phải đảm bảo trứng gà lúc đó vẫn đang còn nóng. Đối với chanh, dùng dao cắt đôi quả chanh, rồi vắt lấy phần nước cốt chanh tươi, cho vào bát, lấy thìa lọc bỏ đi phần hạt. Sau đó, nhúng ướt miếng bông tẩy trang vào phần nước cốt chanh tươi này trong vòng 1 phút là có thể đem ra sử dụng. Cách sử dụng. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy dùng một chiếc khăn thấm ướt nước ấm, rồi chà nhẹ lên vùng da dưới cách tay, khoảng 1 phút, giúp lấy sạch đi bụi bẩn, bã nhờn, đồng thời giúp các nang lông giãn nở, nhằm hỗ trợ việc trị hôi và thâm nách, đạt được kết quả tốt nhất có thể. Bước 2. Sau khi vùng da dưới cánh tay đã được làm sạch, bạn bóc bỏ đi vỏ trứng gà, rồi lăn trực tiếp lên vùng da bị thâm và hôi. Lăn theo chuyển động hình tròn trong vòng 5 phút. Đến khi trứng gà đã nguội hẳn thì dừng lại. Bước 3. Tiếp theo, lấy miếng bông đã được thấm ướt nước chanh, đắp lên vùng da dưới cánh tay khoảng 5 phút, thì lấy ra rồi rửa sạch bằng nước ấm. Chỉ bằng lần lăn trứng đầu tiên, bạn sẽ thấy vùng da tối màu dưới cánh tay được trứng hút sạch đi một cách dễ dàng. Thêm vào đó, nước cốt chanh tươi chứa hàm lượng vitamin C rất cao, sẽ làm trắng vùng da này. Hơn thế nữa, nếu bạn kiên trì sử dụng cách này 2 lần trên 1 tuần, bạn sẽ thấy phần lông nách tự rụng đi mà không cần nhổ. Đến khi chúng mọc lại, sẽ rất thưa và yếu đấy. Từ đó trả lại cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng và thơm tho hơn. Chú ý nho nhỏ, không nên dùng nhíp, dao cạo hay miếng va xin quá nhiều lần trong tuần, bởi vùng da dưới cánh tay rất mỏng manh, dễ dẫn đến tình trạng thâm, viêm hay nặng hơn là ung thư da nữa đó.